Hello cả nhà. Hôm nay Toàn tới quán phở Sài Gòn. Thì quán phở Sài Gòn là đằng sau lưng của Toàn nha. Thì hôm nay Toàn tới Toàn ăn, đồng thời Toàn review cho cả nhà biết quán phở bên trong quán đẹp như thế nào, đồ ăn ngon như thế nào. Đó. Thì quán phở này nằm trên đường 529 và góc Highway 6. Đó. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng với Toàn đi vào bên trong quán. Đó thì cả nhà, trước tiên vào bên trong thì Toàn quay một chút xíu cái khung cảnh ở vị trí này để cho cả nhà dễ nhận thấy đến quán phở Sài Gòn nha cả nhà. Đó thì Toàn sơ qua cái cảnh bên trong của quán phở Sài Gòn nha cả nhà. Toàn chào cả nhà. Hôm nay Toàn tới quán Sài Gòn. Đây là một trong những cái quán mà Toàn nghĩ là chắc cũng có nhiều người rất là biết, tại vì quán này cũng khá là mở khá là lâu rồi. Đó, thì trước tiên cả nhà đương thấy đó là chị Loan, cũng là chị quản lý ở tiệm phở Sài Gòn. Em chào chị ạ. Dạ, em chào anh. Ok, thì cho em hỏi tiệm của mình mở lâu chưa chị? Dạ, 20 năm rồi anh. Wow, vậy cũng khá lâu ha. Dạ. Rồi quán của mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ từ 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Rồi mở mấy ngày một tuần vậy? Dạ 6 ngày một tuần anh. 6 ngày một tuần. Dạ đóng cửa ngày thứ ba. Dạ. Ok, thì chị có thể cho khán giả biết quán mình có những cái món gì ạ? Dạ, nói về nước là bún bò Huế, phở bò kho, bánh mì bò kho, rồi phở tất cả loại phở là coi như là đầy đủ hết, là về phở bò, phở gà và hủ tiếu. Dạ. Về nói về đồ nước. Dạ. Còn dạ. Có những cái khác nữa không vậy chị? Dạ có bánh xèo, mì xào giòn. Rồi về cơm bún là có bún bò nướng, bún thịt nướng, bún gà nướng, cơm sườn và cơm bì sườn. Dạ. Rồi nói chung là tất cả về cơm bún rất là nhiều. Dạ. Dạ. Rồi thêm những món phụ, nói chung là nhiều lắm anh. Dạ. Yeah. Okay. Rồi ở mình có cơm là cơm sườn nướng, cơm bì sườn nướng, cơm bò nướng, cơm gà nướng và cơm thịt nướng. Rồi nói về bún là bún bò nướng, bún gà nướng, bún thịt nướng và bún tôm nem nướng, bún tôm nướng. Dạ. Wow, cũng dạ. Khá là nhiều hả chị dạ. Ha. Rồi mì xào giòn, rồi cơm seafood. Dạ. Ok, ngoài là những cái món ăn mà chị đã nêu ra rồi thì còn về nước, quán mình dạ, có gọi nước gì chị? Mình có thái thi cam vắt, là giống như là mình làm cam tươi, cam nguyên chất luôn á. Dạ. Rồi chè đặc biệt, chè ba màu, xương sa hạt lựu, nhãn nhục. Rồi thêm những món có thêm những món khác nữa. Dạ.
là nói về nước. Về điểm tâm của mình là có chả giò và gỏi cuốn, và nó có đi kèm cái combo của nó là có cái gà sa tay ở trong đó kèm với gỏi cuốn và chả giò. Là mình có cái gà sa tay. Giờ mình có bò, cơm bò lúc lắc, cơm chiên và cơm gà lúc lắc. Là nói về cơm. Rồi em cảm ơn tất cả quý cô bác và anh chị, quý khách là đã bao nhiêu năm nay đã ủng hộ cho tiệm. Và sắp tới đây em cần sự ủng hộ của quý khách sẽ tới ủng hộ tiệm em tiếp tục. Em rất cảm ơn nhiều. Thì em cũng chúc cho quán ngày càng được nhiều khách hơn nữa nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Đó, thì cả nhà, trong lúc đương chờ đồ ăn lên đó, thì Toàn quay cái menu của quán phở Sài Gòn cho cả nhà xem ha. Đó, thì trước tiên vào thì cả nhà đương thấy cái khai vị đó, gồm có chả giò, gỏi cuốn chay ở đây. Rồi đây xuống đây gồm có bánh mì nè, trứng chiên nè, đĩa tái nè. Rồi vô tới cái phần phở nha cả nhà, thì ở đây có nếu mà tô nhỏ đó thì 11 đồng 55, tô lớn là 12 đồng 55. Đó thì ở đây có phở tái nè, phở tái chín nè, phở tái nạm nè, phở tái gân nè, phở tái bò viên, phở tái gầu, phở tái nạm. Đó, rất là nhiều loại phở ở đây nha cả nhà. Rồi xuống tới đây là mì ha. Đó, mì bò kho, mì bò viên, mì gà, mì seafood, mì cá viên. Xuống đây là phở gà. Thì cũng giống những cái phở bò đó, thì cũng 11 đồng 55, 12 đồng 55. Phở gà thịt trắng, phở gà hỗn hợp. Ở đây có miếng gà nữa nha cả nhà. Ở đây có cơm nè, cơm sườn nướng nè, cơm thịt nướng nè, cơm thịt chả giò nè, cơm gà nướng nè. Cái menu này cũng khá là nhiều nha cả nhà. Ở đây có bún bò nướng nè, bún nướng chả giò nè, bún bì chả giò nè, bún chả giò. Ở thì đây có cơm gà lúc lắc nè, mì hoàng thánh nè, bánh xèo nè. Ở thì bánh xèo đây còn nghe nói cũng khá là ngon nha cả nhà. Cơm chiên Dương Châu đó. Ở đây gồm có bát thái nè, gà sa tế nè, đó, cơm hải sản nè, bún nem nướng đó. Nhìn mấy anh nè, thì ở đây có bún tôm nem nướng nè, cơm gà rô ti nè, mì xào giòn nè, hủ tiếu Sài Gòn. Hủ tiếu Sài Gòn hồi mình có thể kêu cho cả nhà xem nha. Nhìn thấy ngon quá. Còn phía đây bên này là loại nước chè đặc biệt, chè đậu trắng, chè đậu đỏ, sâm bổ lượng, nhãn nhục. Cả nhà liên thấy này. Đây có cà phê đen đá, cà phê sữa đá, chanh muối, chanh đá, soda chanh, sữa đậu nành, nước cam vắt, nước dừa, nước ngọt. Đó thì cả nhà, đây là hai cái phần trên bàn của Toàn ha. Thì Toàn quay cho cả nhà xem đây. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Đây là cái hủ tiếu Sài Gòn đó. Thì với cái giá là 12 đồng 15 nha cả nhà. Đó, nó đi kèm với rau đây. Đó, thì Toàn quay cái rau của hủ tiếu Sài Gòn cho cả nhà xem ha. Nhìn rau rất là tươi đó. Đây là một trong những
cái tô hủ tiếu mà đặc biệt nhất của quán phở Sài Gòn đó. Còn tới đây là bánh xèo đó, thì cả nhà đừng thấy rất là hấp dẫn nha. Đây là một cái phần bánh xèo đó, với cái giá là 13 đồng 15 nha cả nhà. Đó, toàn quay thấy rất là ngon đó, rau rất là tươi đó. Wow, còn một chén mắm ớt nữa, nhìn thấy hấp dẫn quá. Đó, còn đây là cái bánh xèo ha. Thì một hồi Toàn sẽ cho cả nhà biết bánh xèo người ta ở bên trong người ta có những cái nhân gì ở trong chậm ha. Rồi đây là một phần đây. Đó. Đó, còn cái này là cái xương sa hộc lựu nha cả nhà. 6 đồng 20 xương sa hộc lựu 6 đồng 20. Còn cái này là trà thái 6 đồng 15. Đó, quay cận kẽ cho cả nhà xem. Đó, nhìn thì cũng hấp dẫn ha. Đó, xương sa hộc lựu là 6 đồng 20, trà thái là 6 đồng 15. Có ăn tôm này, không sườn heo, thịt, hủ tiếu dưới, cái này giống thịt bò vậy, trứng, rồi bao giờ mình ăn chanh vô, có ớt, ớt chua này, rau, chỉ ớt rau tươi, trông rất ngon, giá sống. Cho chanh vô trước rồi. Anh được không mấy em? Dạ, dạ. Chưa chị, dạ. Em đương có lòng bỏ đang ngồi diễn. Bỏ da sống vô à. Ở đây nó có cái bí quyết là sao mà rau nó ngon nghe. Vậy hả? À, rau sao làm ăn bánh xèo nó hợp lắm, thấy không? Ừ. Bánh xèo với rau nó ngon là bánh xèo rất là ngon luôn á. Nhìn lạ, lạ. Mình nhìn lạ. Dạ, nhìn thấy hấp dẫn á. Thấy có cái rau cần này, thấy không? Mình ăn mình thấy rau cần Mỹ này. À hả? Đó, rau này rau rau cần phải không? Rau cần. Dạ. Yeah. Ăn nó ngon lắm. Làm thử nè. Hấp dẫn. Tô hủ tiếu 12 đồng 15. Ừ. Ngon những điều ở cái mùi vị như thế nào anh nói chứ. Tươi mà thịt mềm nữa, mềm mà tươi thôi. Mình ăn có một cảm giác thế là ngon rồi. Wow. Nhìn cái con tôm á em thấy cũng lớn ghê nè. Tươi, tôm tươi á, ta làm đồ. Ừ. Cho tươi. Ừ. Ngon hả? Ngon lắm. Ừ. Cái nguyên liệu nó đậm tươi á, làm sao biết mà mình ăn có thấy ngon mà. Ừ. Ngon. Đảo gì đó, nó tặng cho. Nó tặng như vậy. Ờ, tặng nó cần hết, đúng không? Dạ. Đó thì cả nhà hôm nay mình thì đi tới quán cũng hơi sớm. Đó, quán mở cửa lúc 9 giờ rưỡi đó, thì mình vô khoảng 9 giờ 15 đó, nên giờ này cũng chưa có khách nhiều nha cả nhà. Đó, thì giờ này là nó ấy quay lại cũng 10 giờ mấy. Đó. Sao anh? Ăn cảm thấy chung chung từ nãy tới giờ thấy như thế nào? Ngon lắm á. Cái mùi vị dừa không, nước là súp là lèo kia như thế nào? Dừa, nước lèo dừa ăn khỏi cần pha chế gì hết. Thịt mềm thơm, thịt mềm thơm nữa. Miền Tây cũng ớt. Rồi giờ tới phần ăn từ nãy giờ anh cảm thấy là cũng
ngon lắm luôn. Giống ăn hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu bị nổi tiếng Mỹ Tho. Như cái đó cái ngon ha. Nước ngọt ha. Nước ngọt. Thịt là mềm, tươi, rau tươi. Tôm lại thấy thấy sống ngon lắm. Thơm thơm ngon lắm. Ok. Đó thì cả nhà, đây là một phần bánh xèo của Toàn ha. Thì cả nhà đường thấy trên bàn rất là đẹp. Đó, và Toàn thấy chưa ăn như đường Toàn thấy cái độ của nó khá giòn. Đó. Thì cái phần này là 13 đồng 15 nha cả nhà. Đó, thì có thể anh quay sát vô giùm em. Đó. Thì cái nhà đường thấy đây là nó có rau tí tô nè, ngò nè, hình như là cà rốt nè, cái này là cả nhà biết rồi, xà lách ha. Đó. Còn nếu mà ăn có ngon hay không cũng là nhờ đây, đây một chén nước mắm ha. Thì cả nhà đường thấy này, chén nước mắm khá ngon ha. Còn đây là một cái bánh xèo của Toàn ha. Đó, thì bây giờ trước mắt Toàn sẽ mở bên trong cho cả nhà xem. Đó, coi cái bánh xèo bên trong nó có cái người ta làm cái những gì ha. Ok, bây giờ Toàn bỏ cái chén nước mắm ở ngoài đi. Rồi cả nhà đừng thấy đây, đây là gì bánh xèo. Ồ, ở đây à, có giá là có hành ha, có cái là tôm ha, có thịt nè, còn cái này thịt ba chỉ đây nữa nè. Cả nhà đừng thấy nè, đây là thịt ba chỉ nè. Tôm ha, đây Toàn lấy tôm nè. Cái con tôm à, cá ngon ha. Đó, còn đây là hành bánh xèo. Đó, thịt cũng nhiều cũng nha, thịt ta để rất là nhiều thịt ra đây. Tôm thì đây Toàn thấy có hai con tôm. Đó, ở nhà cũng thấy đây con tôm, còn thịt bà chỉ rất là nhiều ở đây ha. Chào anh. Bánh xèo làm ngon mà lớn á. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, ngon, rất là ngon. Đó. Thì cả nhà đường thấy đây, còn cái vỏ nè, còn ấy thôi cả nhà đường xem nè, rất là giòn ha. Đó. Nghe rụm rụm luôn. Ok rồi, thôi bây giờ bắt đầu Toàn ăn đây. Toàn sẽ nói cho cả nhà bánh xèo đây như thế nào. Đây cái gì đúng đúng, bánh xèo ngon mà còn ngon hơn là do cái chén nước mắm nữa, chứ không phải là bánh xèo ngon mà nước mắm dở là cũng chưa chắc là hoàn hảo nha cả nhà. Ok vậy, nó phải là đầy đủ tất cả, bánh xèo bột phải giòn đó, rồi thịt ở trong, rồi rau cỏ thì hầu như tất cả những là... cái món ăn mà liên quan tới chấm. Tất cả những món ăn liên quan tới chấm của bà con Việt Nam mình, hay là nói chung cả nước Việt Nam, hay là nói chung cả coi như là dòng tộc Việt Nam mình luôn á, là quan trọng ở cái chỗ điểm là cái nước chấm. Cái điểm nước chấm là một trong những cái điểm mà nó khơi dậy, nó stir up cái flavor của cái món ăn chấm của mình. Đó, mà anh thấy coi, từ món ăn chấm ngay cái cá kho mà anh cuốn rau sống. Đúng rồi. Anh chấm bánh tráng, anh lấy bánh tráng anh cuốn lại, anh chấm rau sống, nó vẫn ngon như thường. Đúng rồi. Chấm nước chấm đó. Nước chấm cá kho đó, nó vẫn ngon như thường. Đó. Hầu như là nhà thịt này gỏi cuốn cũng phải có tương chắc. Đúng rồi. Hầu như tất cả những cái chấm mà anh thấy không, nói sơ sơ thôi là cá chiên với rau sống. Dạ. Cá chiên với rau sống đó. Mà anh ăn mà không có mắm tỏi là không được. Không được, đúng rồi, đúng rồi. Không được, anh ăn cái xì dầu đâu có được. Mà phải có mắm tỏi, đúng không? Đúng rồi. Nên hầu như tất cả các món chấm của Việt Nam mình là lệ thuộc trên nước chấm. Nước chấm, dạ. À, nó như vậy đó. Nên nước chấm phải ngon. Dạ. Bánh xèo mới ngon được. Dạ. Dạ, em mời anh thử đi rồi. Dạ, cho em hỏi anh tên gì? Dạ, tôi tên Hải anh. Anh Hải về. Dạ. 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 Anh tên gì? Em tên Toàn. Anh Toàn. Dạ. Cảm ơn anh. Hôm nay đến đây. Dạ. Nãy giờ có thử miếng nào chưa? Có dạ, chưa thử. Bây giờ em bắt đầu mới thử đây. Thì em trước khi em thử thì em cũng quảng cáo trong cái dĩa của mình nó có rau cải, rau loại gì, rồi bánh xèo, cái nhân. Nó có cái gì trong bánh xèo và cái lớp vỏ của bánh xèo có giòn hay là không. Thì ở đây từ nãy giờ em đã review thì nói chung là rất là good. Còn thử thì bắt đầu em bắt đầu thử đây. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh
làm một vài cuốn đi coi thử nó sao. Ok, bây giờ bắt đầu em thử đi. Không bằng cả nhà nè, bắt đầu làm thử đây hả, đây là lá tí tô ha. Rồi vô đây hả, dưới một chút xíu ngò ha. Còn cái này là tùy theo mỗi người, có người thích có người không thích á, thì Toàn bỏ vô. Toàn cũng hơi thích nó giòn giòn xíu đó. Rồi Toàn bỏ cái này thôi, ăn tay luôn cả nhà ha, đi cho nó giống như là giản dị chứ không có kiểu như màu mè nữa. Ăn là phải vậy đúng không anh, đó thoải mái đó. Rồi cho miếng giả lên. Rồi cái này Toàn thấy ngon nha đó, Toàn thử chén nước mắm nha. Mời cả nhà nha. Hơi nước, chén nước mắm pha rất là vừa, rất là ngon. Cay, không quá cay, cay vừa vừa thôi. Cái đó là cái đầu tiên em chấm. Tại vì á, nếu mà quá cay á thì sẽ có những người ăn cay không được, thì người ta sẽ kêu dở. Cái này cay vừa vừa, còn mình muốn ăn cay thêm á thì mình có thể bỏ thêm mớ. Cũng nhân tiện mình nói về nước mắm rêu. Có rất nhiều, rất nhiều là nó không đúng, nhưng mà có thể nói là trên dưới khoảng 5-6 5-6% bà con Việt Nam mình hầu như là làm được những món này ở nhà, nhưng mà không làm được nước mắm. Đúng rồi, họ đến đây họ mua nước mắm ngọt. Họ mua một lần là một củ 32 ao đó anh. 32 ao đó, cái củ mà để đựng phở đó, của 32 ao. Thì cái đó bao nhiêu tiền vậy? Rẻ lắm, 5 ngàn bạc. Thế giờ anh có không? Có cái hũ nước tháng anh, hũ nước mắm đó. Hũ nước mắm đó hả? Thì bây giờ chưa có muốn làm ra. Khi nào bà con mình tới mua đó thì mình mới đông mua mình bán thôi. Chứ mình không có làm sẵn từ hũ để mình bán. Mục đích mình không phải bán nước mắm. Đúng rồi. Nhưng mà bà con mình đôi khi nhất là anh biết mà đời sống của mình gấp gãy bận biểu để làm về đó, nếu mà nửa không có thời gian đi mua trái ớt hoặc là trứng chanh hoặc là củ bỏ để mà năm hoặc là giả nó ra để làm đằng có thời gian làm mua về. Nhưng mà cũng may mắn là nước mắm của mình hợp phúng. Đúng rồi, hợp phúng nguyện nên bà con thích ngon. Dạ, nên bà con thích nên cứ đến đây mua nhiều lắm. Đã mua nhiều lắm. Thì bây giờ á, ví dụ cả hàng bây giờ á, anh nói xong á, anh em muốn mua anh làm cho em giống như anh nói được không? Được. Ok, sẵn em giới thiệu cho cả nhà biết. Đó, thì ở đây á, không phải là bán nước mắm, tại vì khi cái nước mắm của anh á, còn ăn quá ngon mà anh cũng có giới thiệu là khi mà mình cần cái nước mắm á, ngón tay anh coi chừng đợt camera. Đó, khi á, nước mắm mình cần á, là anh cũng có vẫn có bán. Đó. Thì có thể em mua cho anh. Bây giờ mình sẽ vào nhà bếp mình lấy ra một cái mình sẽ đông vào một cái ổ nước mắm. Dạ. Đúng với cái tiêu chuẩn nó như vậy. Dạ. Và sẽ bán cho bà con như vậy với cái giá tiền như thế. Dạ. Anh... Và chỉ bán trong trường hợp khoảng cách thôi, chứ không phải mình bán giống như là mass production. Đúng rồi. Đó, trong trường hợp khoảng cách thôi. Dạ. Tại vì mình đâu có chuẩn bị mass production. Dạ. Đó thì cả nhà đương thấy ảnh không phải là bán nước mắm như điều có những lúc khẩn cấp thì ảnh sẽ làm những điều á, tại vì toàn thấy nước mắm này quá ngon. Đôi khi làm ra một hũ lớn như thế này nè, dạ, mấy lít, dạ, đẹp lắm, nhấp nháy, dạ, đó mà con tới mua trong vòng một ngày trước ngày sau phải làm lại, ngày trước ngày sau làm cho nước mắm này, dạ, đó mình đâu có dám làm mấy cái thùng lớn nhiều, dạ, mình làm vừa đủ để mà bán, mình làm mục đích là bán bánh xèo mà, dạ, đó mình bán bánh xèo xong nhưng mà nhấp nháy cứ làm hoài, dạ, bà con mình mua nước mắm nhiều, dạ, đó nhưng mà đôi khi thì có một thời gian thì bà con mình không ăn món này nữa thì không mua nước mắm nữa, thì nước mắm không có bán được nhiều, dạ, nên cái món nước mắm này nó không phải là mình bán thường xuyên giống như những cái tiệm bán nước mắm. Đại khái như nước mắm này là mình bán trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết mà bà con mình bận biểu không có thể nào làm ra cái tô nước mắm ở nhà để ăn được, thì ở đây mình welcome. Ok rồi, vậy có thể mà anh làm cho em một cái hũ hồi nãy anh nói anh để em có thể quảng cáo mình xuống mình lấy liền. Dạ. Ok rồi, tổng mời cả nhà cùng hướng về toàn ăn thấy một cái ngón tay anh coi chừng anh. Đôi khi cái nãy Toàn ăn một gỏi cuốn thì rất là ngon ha, bây giờ Toàn sẽ ăn tiếp để cho cả nhà ha. Ok, ở đây bánh xèo rất là ngon. Ok, bây giờ Toàn cuốn Toàn ăn thêm một miếng nữa ha.
Một rau tía tô này ngon quá. Ok. Rồi đây. Đây có thịt ba chỉ rất là ngon nha cả nhà. Đó, người ta làm sẵn rồi. Ở đây nè. Đó, rất là ngon. Rồi bỏ miếng giá vô. Mời cả nhà. Ngon quá. Tuyệt vời cả nhà. Ăn gì vậy? Nước mắm ngon. Nước mắm ngon, hồi nãy giờ anh nói mới đặt đó, rất là ngon. Bánh xèo có giòn không? Giòn, bánh xèo rất giòn. Giòn. Rất là bánh xèo giòn. Rau tươi. À, rau tươi, rất là ngon. Wow. Đó. Ok, anh quay kỹ lại. Ngày xưa đó là cái bình này á là mình bán 5 đồng. Nhưng mà sau này đó cái bình này á mình nó bán 10 đồng. Dạ. Tại vì cái bình này giá 32 ao. Dạ. Còn 5 đồng á là cái hũ 16 ao. Dạ. Đó, 16 ao. Đó. À, nghĩa là bây giờ nó tăng gấp bội. Dạ đúng rồi. Tất cả cái gì giờ cũng tăng gấp bội. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Nên khi bây giờ bán nó không có bán cái hũ này nữa. Dạ. Mà bán cái hũ 32 ao. Dạ. Mình sẽ lấy cái hũ 32. Thì anh quay gần đây là cái hũ này như anh nói là 10 đồng hả? 10 đồng nhưng điều cái này không phải là quán này bán nước mắm nha cái nhà, chủ yếu là mình khê là những cái ngon thì giống như ảnh để lại thôi, chứ thật sự ra là ảnh trong nhà hàng quán phở thì bán bánh xèo này kia thôi. À còn cái này mình nói cho rõ, không có bán hũ 32 ao. Dạ. Chứ không phải là bán hũ 32 ao. À. Bán hũ 16 này nè. À, cái này là 5 đồng này. Cái này là 5 đồng, nếu mà nước mắm bỏ vô đây là 5 đồng. Còn cái này là không có bán. Không có bán nữa. Dạ, chủ yếu là anh bây giờ đưa giới thiệu nó là vậy. Như nếu mà anh mua cái này nhiều thì anh phải mua 2 cái hũ này. À. Nếu mà nó bán trong cái hộp này nữa. Ok. Nếu mà anh mua 3 hũ thì mình bỏ cho 3 hũ này. Dạ. Tại vì cái hũ này bây giờ với nhà bếp đó họ có công thức rồi, họ bỏ vô cho nó dễ. Tóm lại như là họ có cái tiêu chuẩn rồi đó. Dạ. Dạ. Nó không có bị chênh lệch nữa. Dạ, còn dạ. Hũ này nếu mà anh mua 16 ao thì ở dưới này họ khó múc lắm. Dạ. Ok, còn hiểu canh, rồi. Còn ở đây có sẵn cái mức này đó. Cái mức rồi. À, đổ vô tới cái mức đó là họ biết là 16 ao rồi. Đầy đủ. Dạ đây. Không có thiếu, cũng không có dư. Còn này mà chia 2 ra là họ khó múc lắm. Ok, ok, hiểu. Rồi, ok. Nên đừng có bán cái hũ này. Dạ, bán ok. Cái hũ này. Mà cái này in khê thôi nha cái nhà. In khê thôi. À, không phải là cái ảnh bán cái nước mắm ở trong cái quán kê thôi. Nhưng mà rất nhiều bà con mà thích. À, cái thứ nhất là không phải thích, rất nhiều thích, nhưng mà nó có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là giống như nãy mình nói đó, đi làm về mệt rồi, không có thời gian rồi mà phải đi mua củ tỏi rồi trái chanh rồi cái trái ớt về phải đâm ra thành mắm để làm mắm tỏi. Nó mất cả một quá trình thời gian thực tế không có tiếng một. Đúng rồi, nó không có thời giờ. Cái thứ hai nữa là nó thuận tiện. Thuận tiện mà lại vừa hợp khẩu nữa, mua luôn. Nên bà con chắc là video này lên các anh cũng chuẩn bị nước mắm. Tại vì anh đã nói nước mắm đây rất là ngon nha cả nhà. Đó thì sẵn ảnh cũng nói là ảnh cũng có nhiều lúc bà con tới nói ngon quá, ảnh nói là ảnh để lại thôi chứ không phải là ảnh bán nước mắm. Nhưng mà nhận để lại. Bà con biết đó. Thì sau video này chắc toàn cây nước mắm ngon rồi. Chắc kiểu này ảnh để là bán nước mắm luôn. Nhưng mà nước mắm ngon đó là phải ăn như lại đó. Những cái món mà của Việt Nam mình có cho những bánh xèo là đúng rồi, gỏi cuốn rồi hoặc là cá chiên rồi hoặc là đôi khi bánh ướt rồi bánh bèo rồi đó. Là những thứ đó là phải cần nước mắm. Đúng rồi, mấy cái nước món, mấy cái món mà chấm chấm đó là phải cần đấy. Còn nước mắm hết, không có nước mắm không ngon là ăn không ngon được. Hồi nãy em mới nói bánh xèo giòn rồi thịt rồi tôm rồi kia cũng ngon, nhưng điều cái đó chỉ có là 50% thôi, còn 50 nữa đó là cái nước chấm là nước mắm là đúng là 100% là ngon 100% luôn. Nhưng điều á, tất cả trên bàn của toàn bánh xèo rau tươi
bánh xèo giòn, thịt thà, tươi, cộng với nước mắm nữa, Toàn đánh giá ở đây là 100% nha cả nhà, rất là ngon bánh xèo đó. Thì Toàn chỉ nói là khi Toàn quay lên á, là những cái món mà Toàn ăn á, thì Toàn chỉ đánh giá là những cái phần Toàn ăn thôi đó. Còn những cái món khác á, thì cả nhà có thể tới ủng hộ quán là phở Sài Gòn, thì có thể những cái món khác thì rất là nhiều, Toàn cứ quay cái menu cả nhà cũng thấy rồi đó. Như điều bánh xèo Toàn được ăn, không có gì chê hết, đánh giá 100% ngon. Dạ. Dạ, như vậy thì anh có câu hỏi gì nữa không Toàn? Dạ thì sofa thì cái ly này mình phải dùng cái muỗng mình quấy lên. Dạ em có nó phải khuấy rồi, nãy em dùng cái đây là cái màu như vậy nó không có đúng màu của nó. Cái này là trà Thái rồi, phải điều lên rồi. Điều lên như vậy đó. Bây giờ nó mới điều lên này, nó mới tươi cái ly lên như thế. Dạ dạ. Nếu mình để như vậy đó, tại vì trong này nó có một ít sữa. Dạ. Ít sữa mà mình dùng cái loại sữa mà sữa tốt là cái loại mà của Hát Bình Hạp và của cái công ty Highland đó. Dạ. Loại đó, loại tốt. Ok rồi, anh có ấy rồi, cậu uống thử. Này là cái ly này là trà Thái nha cả nhà, với cái giá là 6 đồng 15. Rất ngon, tại em đi đâu em cũng thích uống trà Thái lắm. Sao tới lại không? Tới chứ, chắc chắn là phải tới rồi. Tại vì bánh xèo ở đây là tàu cũng lâu lắm rồi. Dạ, có giới thiệu cho khán giả trên một tỷ Hilton tới đây không? Có chứ, một hồi em sẽ để cái địa chỉ của cái quán này thì mời cả nhà tới. Thì còn sẽ để cái địa chỉ, cả nhà nhìn cái địa chỉ thì cả nhà tới đây. Còn nói là bánh xèo ở đây rất là ngon. Đối với riêng Toàn ăn, không có gì Toàn chơi hết. Từ cái rau cải tươi, bánh xèo cái vỏ đó giòn ha, ở trong á tôm thì tươi, thịt ba chỉ thì rất là ngon đó. Còn cái cỡ của cái size mà cái xèo á sẵn lớn à, lớn mà nó vừa cho một người ăn khỏe là được, là đủ rồi. Cái đó là 50% là ngon, nhưng điều cái ngon mà cộng với 100%, 50% nữa là cái nước mắm nha các nhà, nước chấm á, nước mắm á phải nói rất là ngon, Toàn không có chê được đó. Thì cái chứng minh á Toàn có mua thêm cái này là Toàn ngon quá Toàn mua thêm, chứ cái quán này không có bán nước mắm nha các nhà. Ảnh thấy Toàn thấy nước mắm ngon, ảnh để lại cho Toàn một cái hũ to go giống như hũ nước á, giống như nước trà đó, hũ này nè là nước mắm đó. Thì ảnh để lại thôi đó. Thì Toàn nói là cái chứng minh là ngon thì Toàn mới mua thêm đó. Nên ok, bây giờ cái này là cái cuối cùng mà trong cái dĩa đây. Rau cải thì nói chung còn rau cải thôi, còn cái cà rốt này thì có người thích ăn chung, có người thích không ăn chung, thì có ý Toàn thì còn thích ăn rau thôi, còn cà rốt thì Toàn không thích đó. Nhưng rồi anh vẫn cứ để, có người thích thì cứ ăn thôi. Tôi cũng thích cà rốt, cứ thích là cứ ăn thôi, còn không thích thì cứ để qua một bên thôi, giống như Toàn không thích. Còn rau cải thì nói chung là hồi nãy có quay cả nhà xin thêm một dĩa rau xà lách nữa đó. Ăn
ăn nữa, không còn cái gì luôn, chỉ còn mấy cái rau. Ok. À, cái này còn mời cả nhà cái cuốn cuối cùng rồi đó. Thêm một cuốn nữa chọn được, thêm một cái gì không? Ăn thêm cái nữa được không? Được không? Ngon quá. Thì tổng kết lại á, tôi để tổng nói bánh xèo á rất là ngon. Thì cả nhà hãy tới cái quán phở Sài Gòn, không những món khác mà có thể kêu thêm một dĩa bánh xèo ăn thử, còn nói là tuyệt vời. Ok, thì cái địa chỉ toàn sẽ để ở trên cái màn hình đó, thì cả nhà sẽ coi mà tới đây ủng hộ cho quán nha. Ok, thì Toàn xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an. Thì Toàn cũng hẹn cả nhà một cái clip video lần tới nha. Bye.